tại phiên bản 4.3 đợt này có một nhân vật cực kỳ tội nghiệp quay trở lại. Nhìn cái thâm thôi thì các bạn cũng đã biết đó là nhân vật nào rồi đúng không? Và đó chính là Yomiya, một nhân vật có khá nhiều drama kể từ lúc chưa chính thức ra mắt. Nghĩ lại thì tôi không biết là cô nàng này có phải là con ghẻ của MiHoYo hay không. Từ bộ kỹ năng, sức mạnh cần đầu tư nhiều tài nguyên, cho đến những lần quay lại đều bị ghép với các banner thần. Dù cho không đi với thần thì MiHoYo vẫn sẽ xếp một nhân vật nào đó đi trước, ví dụ như là Kazuha, Aetham chẳng hạn. Và nhân dịp tôi chưa có một video nào về build cô nàng này, thành ra hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn build nhanh Yomiya nha. Thực ra thì cái này mình chỉ tối ưu lại thôi, để mà tránh nó dài dòng, mất thời gian, chứ không phải là dìm nhân vật đâu. Đánh thường, Yomiya có thể bắn liên tục 5 đòn tấn công liên tiếp. Chỉ 5 nguyên tố, Yomiya chuyển hóa những đòn đánh thường thành sát thương nguyên tố hỏa, không thể bị đính kèm hoặc là thay thế. Một điểm lưu ý ở kỹ năng này là những đòn đánh thường mạnh nhất của Yomiya nằm ở khoảng 3-4 năm. Chính vì vậy nên các bạn hãy cố gắng hoàn thành chu kỳ combo để mà lượng sát thương có thể cao nhất. Kỹ năng nộ, Yomiya sẽ gây ra sát thương nguyên tố hỏa cho một kẻ địch, đồng thời sẽ khắc ấn lưu kim hỏa quang lên kẻ địch đó. Về cái ấn lưu kim hỏa quang, khi tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp hoặc là kỹ năng nguyên tố, kỹ năng nộ của các nhân vật không áp dụng cho Yomiya. Khi đánh trúng kẻ địch bị ảnh hưởng bởi ấn lưu kim hỏa quang thì sẽ phát nổ, gây ra sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Thời gian kéo dài là 10 giây, thời gian hồi lại kỹ năng này là 15 giây. Năng lượng cần thiết để tái tạo lại là 60 điểm. Về các tầng thiên phú, tầng thiên phú thứ nhất, sau khi bật kỹ năng nguyên tố, mỗi lần đánh trúng địch, Yomiya sẽ nhận được 2% bóp sát thương nguyên tố hỏa, duy trì 3 giây và tối đa có thể cộng dồn lên tới 10 tầng, tức là 20% bóp sát thương nguyên tố hỏa. Tầng thiên phú thứ hai, sau khi thi triển kỹ năng nộ, tất cả nhân vật trong đội không bao gồm Yomiya sẽ tăng 10% tấn công. Ngoài ra, căn cứ vào tầng thiên phú đầu tiên khi mà Yomiya thi triển kỹ năng nộ sẽ tăng thêm hiệu quả tấn công kể trên, mỗi tầng tăng 1% tấn công. Vậy là tối đa có thể tăng tới là 20% tấn công cho các nhân vật trong đội. Nhìn chung thì Yomiya là một HP khá đa dụng. Nhìn chung thì Yomiya là một DPS khá là đa dụng. Ngoài khả năng gây ra sát thương đơn mục tiêu thì cô nàng này còn hỗ trợ thêm rất nhiều chỉ số tấn công cho các nhân vật trong đội. Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy ta. À mà thôi, bỏ qua đi. Lượng sát thương đơn mục tiêu của Yomiya gây ra là khá đáng kể. Bên cạnh đó thì việc xử gọn các loại boss có cơ chế bay không mất quá nhiều thời gian. Và một vấn đề quan trọng là banner vũ khí đợt này cực kỳ ngon với những bạn nào mà muốn rây trấn của Yomiya. Nếu bỏ qua thì thực sự khá là đáng tiếc ha. Ok, sơ lược vậy thôi. Giờ cùng mình tiến tới phần build nhân vật này thôi. Về vũ khí thì Yomiya có thể sử dụng được rất nhiều. Tuy nhiên thì nếu nói là tốt nhất để có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của nhân vật này thì thực sự là rất là ít. Về vũ khí 5 sao, đứng đầu thì chắc chắn rồi, đó là sấm sét rung động. Vũ khí này có tấn công căn bản là 608 và 66% sát thương bạo kích. Nội tại tăng 20% tấn công và tối đa có thể tăng thêm 40% sát thương của những đòn tấn công thường. Đây là trấn của Yomiya nên là quá hợp lý luôn á chứ. Thứ hai là nhược thủy. Một vũ khí này có tấn công căn bản khá là thấp, chỉ có 542 thôi. Tuy nhiên thì dòng nội tại lại tăng rất nhiều sát thương bạo kích, cụ thể là tăng tới 88%. Nội tại là tăng 16% HP và khi xung quanh có cái địch, sát thương của nhân vật này gây ra sẽ tăng tới 20%. Nhược thủy thì nhìn chung là sử dụng khá là tốt, tuy nhiên thì cần phải cân bằng khá chỉ số tấn công nếu muốn sử dụng tốt cái món vũ khí này. Thứ ba là ngôi sao cực đông. Món vũ khí này có tấn công căn bản ở mức ổn là 608, đồng thời dòng phụ có tới 33% tỷ lệ bạo kích. Nội tại còn tăng tối đa 48% sức tấn công thông qua các tầng. Nhìn chung thì món vũ khí này sử dụng tương đối là tốt. Vì để có thể đạt được 48% thì buộc các bạn phải tấn công thường, trọng kích, kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ. Mà với cái chơi Yomiya thường xuyên á, thì các bạn thấy đó, chỉ nhận được 20% là cùng. Lâu lâu sử dụng nộ thì lên tới 30%. Tiếp theo là con đường thợ săn. Món vũ khí này có tấn công căn bản khá là thấp, chỉ có 542 thôi. Và có tới 44% tỷ lệ bạo kích. Đồng thời nội tại còn bóp lên tới 12% sát thương nguyên tố. Và tăng sát thương đến từ trọng kích dựa vào tinh thông nguyên tố. Nhìn chung thì món vũ khí này sử dụng vẫn được nhưng mà vẫn phải cân bằng cái lượng tấn công. Đồng thời thì nội tại phía sau gần như là không thể sử dụng được. Tiếp theo là cung Amod. Vũ khí này có tấn công căn bản là 608 và dòng phụ hỗ trợ lên tới 49% tấn công. Nội tại tăng 12% sát thương tấn công thường và trọng kích. Đồng thời tăng tối đa thêm 40% nếu tấn công thường hoặc là trọng kích mỗi 0.1 giây sau khi bắn tên. Cuối cùng là cánh thiên không. Món vũ khí này có tấn công căn bản vô cùng cao lên tới 674. Và nội tại tăng thêm 20% sát thương bạo kích
và hỗ trợ thêm một phần sát thương vật lý do vũ khí này gây ra. Nhìn chung thì món vũ khí này ngon cực kỳ ha, khi mà dòng phụ của nó là tăng tỷ lệ bộ kích và cái nội tại của nó còn tăng thêm 20% sát thương bộ kích nữa. Ngoài ra thì còn một món vũ khí mà tôi đánh giá không sử dụng được. Tuy nhiên thì nếu Yomiya hoạt động trong team ba hỏa như là Yomiya, Kazuha, Sanlin và Bennett thì vẫn có thể sử dụng được. Và đó là màn ảo thuật đầu tiên, Trấn của Ly này. Món vũ khí này có tấn công căn bản là 608 và dòng phụ có tới 66% sát thương bộ kích. Nhìn chung thì rất là giống cây trấn ha. Nội tại là tăng 12% sát thương rồng kích. Và nếu trong đội có cùng hệ nguyên tố á, thì sẽ tăng tối đa 48% tấn công. Và nếu khác hệ thì sẽ tăng tối đa 10% di chuyển. Và đó là những món vũ khí 5 sao. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tới những vũ khí 4 sao cho Yomiya. Đầu tiên và cũng là vũ khí đứng đầu, đó là cung rỉa sét từ luyện 5. Vũ khí này có tấn công căn bản là 510 và dòng phụ có tới 41% tấn công. Nội tại thì tăng tới 80% sát thương tấn công thường. Phải nói đây là một món vũ khí siêu thích hợp cho Yomiya. Thứ hai là cung hắc nham. Món vũ khí này có tấn công căn bản cao hơn những cây khác lên tới 565 và dòng phụ có tới 36% sát thương bộ kích. Nội tại, sau khi đánh bại cái địch, tấn công sẽ tăng tối đa tới 36%. Về cây cung này nếu có quái để lấy nội tại á, thì thực sự là mạnh. Tuy nhiên thì nếu gặp boss như là một con thực thể sấm sét hay là một con Cobelius á, thì coi như là không thể sử dụng được luôn. Thứ ba là khúc ca tĩnh lặng tinh điện 5. Món vũ khí này có tấn công căn bản là 510 và dòng phụ lên tới 41% tấn công. Nội tại thì tăng 32% sát thương gây ra sau khi nhân vật nhận trị liệu. Món vũ khí này sử dụng rất tốt, tuy nhiên thì đòi hỏi của nó là các bạn phải hồi phục máu trong vòng 8 giây. Thứ tư và cũng là cuối cùng, đó là cung trừ ma tình liền 5. Sở hữu tấn công căn bản là 454 và dòng phụ lên tới 55% tấn công. Nội tại là tăng 32% sát thương tấn công thường và 24% sát thương trọng kích. Và khi năng lượng nguyên tố đạt 100% sẽ tăng 100% hiệu quả cho nhân vật trang bị. Nhìn chung thì món vũ khí này sử dụng khá là được. Tuy nhiên thì nếu Yomiya sử dụng cái món vũ khí này thì sẽ không sử dụng được kỹ năng nộ. Và nếu sử dụng bộ 4 hồi ức á, thì vẫn sẽ sinh ra một chút vấn đề. Và đó là những món vũ khí mà Yomiya có thể sử dụng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến tới phần thánh di vật. Về thánh di vật cho Yomiya thì có thể sử dụng rất nhiều tùy theo nhu cầu của bạn ha. Trước tiên thì phải điểm qua một số món mít cái đã. Thứ nhất là hai món thợ săn Mera Choshi, tăng 12% sát thương tấn công thường và trọng kích. Tiếp theo là hai món diệm liệt ma nữ cháy rực, tăng 15% bóp sát thương nguyên tố hỏa. Hai món tăng 18% tấn công. Còn về bộ 4, đầu tiên thì cũng là bộ phổ biến nhất cũng như là nhiều người chọn nhất. Tại vì đơn giản là nó rẻ. Và đó là dòng hồi ức bất tận, hai món tăng 18% tấn công. Bộ 4 món, khi sử dụng kỹ năng nguyên tố, sẽ chuyển 15 điểm năng lượng nguyên tố để tăng 50% sát thương tấn công thường và trọng kích. Lý do mà tôi nói bộ này rẻ là vì bí cảnh của nó đi cùng với là bộ dấu ấn. Một bộ thánh nhân vật có rất nhiều nhân vật sử dụng được, nhất là nó còn là bộ trấn của Raiden Shogun. Thành ra khi mà farm cho Raiden mà dư ra bộ này á, thì Yomiya được hưởng là cái điều dĩ nhiên. Bộ thứ hai đó là bộ dư âm tế lễ, hai món tấn công tăng 18%. Bộ 4 món, khi tấn công trúng cái địch sẽ có tỷ lệ kích hoạt nghi lễ vực thẳm, tăng sát thương tấn công thường dựa trên 70% tấn công. Ngoài ra nếu tạch á, thì lần sau sẽ cộng thêm 20% tỷ lệ kích hoạt cái nghi lễ thảm này. Còn bộ thánh di vật thứ ba là khi bạn sở hữu dòng ly, đó là bộ sao băng bay ngược. Hai món, hiệu quả khiên tăng 35%. Bộ 4 món, khi được khiên bảo vệ, nhận thêm 40% sát thương của tấn công thường và trọng kích. Thứ tư là bộ diệm liệt ma nữ cháy rực. Hai món tăng 15% bóp sát thương tố hỏa. Bộ 4 món, tăng sát thương do các phản ứng như là tăng chảy, bốc hơi, thiêu đốt, quân tỏa v.v. Do ICD của Yomiya khá là hạn chế, thành ra bộ này thực sự không quá tối ưu đâu. Cuối cùng là phương án dành cho những bạn nào có Furina, đó là bộ thợ săn Mera Choshi, hai món tăng 15% bóp sát thương tấn công thường và trọng kích. Bộ 4 món, khi HP tăng hoặc giảm thì sẽ nhận 12% tỷ lệ bộ kích, tối đa tăng tới 36% thông qua cách này. Nói chung thì đây là bộ thánh di vật dành cho những bạn nào mà muốn Yomiya trúng grid thật nhiều á, và tôi cũng đang sử dụng bộ này. Mặc dù sát thương gây ra không cao nhưng mà nhìn chung thì nó thuộc dạng là ổn định. Về các món, mũ các bạn sẽ chọn là mũ tỷ lệ bộ kích hoặc là sát thương bộ kích. Đồng hồ sẽ chọn là đồng hồ phần trăm tấn công. Ly sẽ là ly tăng sát thương nguyên tố hỏa. Còn về dòng phụ, thứ nhất là tỷ lệ bộ kích, thứ hai là sát thương bộ kích, thứ ba là phần trăm tấn công, thứ tư là tinh thông nguyên tố, thứ năm là hiệu quả nạp nguyên tố và cuối cùng là tấn công. Về chỉ số tốt nghiệp cho Yomiya, về tấn công của Yomiya thì sẽ dao động từ 2K1 cho tới 2K4. Đó là tôi đã gộp những vũ khí 4 sao cho tới 5 sao rồi đó nha. Còn về tỷ lệ bộ kích, đây là chỉ số vô cùng quan trọng khi mà chơi Yomiya.
với việc gây ra sát thương từ những đòn tấn công thường và Yomiya đột phá tăng tỷ lệ bạo. Và như các bạn biết đó, hầu như những nhân vật nào mà đột phá tăng tỷ lệ bạo thì thực sự là nó khá là lùa. Thành ra là Yomiya sẽ cần tỷ lệ bạo khá là cao, dao động từ 70% cho tới 85%. Còn về sát thương bột kích, về chỉ số này thì tôi chỉ biết là kêu các bạn càng cao càng tốt thôi. Với những loại vũ khí tăng tấn công như là cung rỉ sét hay là cung trừ ma đó, thì sẽ từ 170 cho tới 190%. Và với những món vũ khí tăng sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích á, thì sẽ từ 200% trở lên. Ngoài những số này ra thì còn lại thì tùy nhân phẩm ha, có thể tốt còn không thì thôi. Dù gì thì ba cái trên thôi là các bạn cũng đã mất khá thời gian rồi. Còn về việc nâng cấp thiên phú, ưu tiên nâng cấp kỹ năng nguyên tố, kỹ năng thường, kỹ năng nộ thì các bạn không cần nâng để tiết kiệm tài nguyên ha. Còn về đội hình của Yomiya, hầu như cô nàng này được kẹp thêm với những nhân vật dạng hỗ trợ sát thương như là Yelan và Shinju. Bên cạnh đó thì cô nàng này còn có một HP khá tốt nhưng mà cần cùng mình 6 là Yunjin. Và Yomiya có thể đảm nhận vai trò là sub DPS khi mà đi với Hu Tao, Ayato. Tóm lại thì thôi, tôi sẽ đề xuất một số team cho các bạn tham khảo. Ok, và đó là những gì về Yomiya mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Video được làm dựa trên trải nghiệm của bản thân, vậy nên có thể nó sẽ không được đầy đủ. Rất mong các bạn hãy góp ý bằng việc là bình luận dưới video. Và video tới đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình, Khang Quỳnh AK xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.